Giới thiệu bác là đây cái da kỳ đà nhé. Cái da kỳ đà thì loại này là loại da kỳ đà nguyên bản đấy, chưa có hóa chất nha. Nên cái loại da này ấy, thì có thể dùng để làm thuốc được nhé. Rồi các bác cũng có thể dùng để bưng nhị, bưng đàn được, tùy theo các bác. Nhưng mà thường thì các bác dùng bưng nhị, bưng đàn thì các bác hay chọn các loại mềm. Đấy, cái loại mềm đây, loại mềm mỏng mỏng đấy nha. Còn đây là loại mềm mỏng mỏng, mỏng mềm này. Đấy. Loại này là da kỳ đà nhỏ nha. Được. Đây. Thì hàng này là hàng của Malaysia các bác nhé, không phải hàng của Việt Nam đâu nhé, hàng của nước ngoài gửi về thôi nhé. Thì lại nó có loại cứng, loại mềm. Thì đây loại to, loại nhỏ, loại bé này thì rẻ hơn, loại to này đắt hơn nhé. Bác nào mà muốn mua cái da kỳ đà để làm nhị hoặc là làm dụng cụ thì liên hệ qua số là 0932 340 345 nhé. Ngoài ra thì đây là cái da dùng để làm thuốc, nên là bác nào muốn mua cái da làm thuốc thì mua loại này cũng dùng rất là tốt nhé. Thì HT xin giới thiệu tới các bác và các bạn cái da. Còn cách làm như thế nào, làm nhị làm đàn như thế nào thì đấy là cơ sở của các bác làm nhé. Em thì không biết làm nên là không biết cái cách để hướng dẫn. Đấy. Còn cái chế biến cái da kỳ đà là như thế nào thì các bác phải xem cái video là cách chế biến cái da kỳ đà nhé. Da kỳ đà nếu mà các bác dùng để ăn ấy, làm thuốc ấy, thì nó rất dễ thôi. Các bác mua về các bác rửa sạch nhé, xong đó là các bác lấy kéo này, lấy hoặc lấy dao các bác cắt thành những cái miếng nó khoảng độ đều nhau, khoảng đầu ngón tay này, các bác cho lên chảo rang kỹ lên, rang giòn lên là phải ăn được rồi nhé. Giòn lên thì nó nở phồng lên, xong đó một lúc sau nó sẽ chín, các bác ăn mà thấy giòn ngon đấy là nó chín rồi đấy nhé. Như thế là ăn được. Đây là cái da kỳ đà, nó có tác dụng là chữa cái mề đay, khô phong. Vì vậy cho nên một số bác dùng bị ngứa nổi mề đay ấy, là dùng cái da kỳ đà này nhé. Là các bác bị hen suyễn, hen phế quản dùng cũng được. Một số bác kể cả bị động kinh, co giật, nói chung là cũng có thể dùng được nhé. Thì xin chia sẻ tới các bác và các bạn là cách sử dụng cái da kỳ đà và tác dụng nó như vậy. Bác nào mà có nhu cầu mua cái da kỳ đà này thì liên hệ qua số 0932 340 345 nhé.